Bất chấp đường đèo và đông phương tiện lưu thông, tài xế xe khách vẫn lái xe độ dốc với tốc độ cao. Và hậu quả, xe khách mất lái, một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra ngay sau đó, khiến những ai xem qua video đều một phen thán thốt. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con ghi lại, vào hơn 17 giờ chiều 22 tháng 6 năm 2022 trên quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, ô tô này đang lưu thông trên quốc lộ 37. Khi đến khu vực dốc núi Pháo, tài xế và những người ngồi trên xe hốt hoảng khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe khách màu đỏ trắng ở chiều ngược lại đang lao dốc với tốc độ khá cao. Đáng nói, do đường khá đông phương tiện di chuyển, tài xế xe khách sau đó đã không kịp xử lý. Chiếc xe lao nhanh và tông vào đuôi một ô tô màu đỏ cùng chiều, khiến xe này quay 180 độ và lao sang rãnh thoát nước bên đường. Chưa hết, xe khách sau đó tiếp tục lao sang làn đường đối diện, tông vào ô tô gắn camera hành trình mới chịu dừng lại. Vụ việc không gây thương vong về người. Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem tỏ ra hết sức bức xúc và phẫn nộ với cách lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường mạng sống người khác của tài xế xe khách. Không ít cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm tài xế lái xe khách trong video này.